Chào quý vị và các bạn, có một số câu hỏi mọi người cũng hỏi mình làm sao để thoát làm công ăn lương. Thì hôm nay mình chia sẻ với bạn một cái video nhỏ nhỏ như thế này để bạn tham khảo nha. Thì tất cả quyết định là phụ thuộc vào các bạn, nhanh hay chậm, giàu hay nghèo, tất cả đều phụ thuộc vào các bạn hết. Nếu các bạn cố gắng, các bạn thoát khỏi việc làm công ăn lương, nên các bạn lúc nào các bạn cũng nhớ cho mình ba bốn chữ: why, where, why. Là cái bạn muốn cái gì, giống như cái việc là bạn thoát ra khỏi làm công ăn lương, đó là cái why. Tại sao bạn thoát thì bạn phải nhớ mình nói trước bốn chữ đó: why, where và how. Where thứ nhất là where are you right now, các bạn đang ở đâu. Where do you want to go, các bạn muốn đi đến đâu. Điểm khởi đầu nè, điểm kết thúc nè, và how to get there là cái số 4, làm cách nào để đi đến đó. Rồi bây giờ mình nói việc làm công đi. Bây giờ bạn muốn thoát ra làm công, ok, đó là cái why của bạn. Bạn nói bạn muốn thôi, nhưng mà làm sao là cái gì, động lực nào để bạn muốn thoát khỏi làm công, là cái why của bạn là gì? Là bạn muốn được tự do thời gian, tự do tài chính, có thời gian dành cho gia đình, có giờ thời gian chăm sóc con cái, chăm sóc vợ, chăm sóc ba mẹ. Đó là cái why của bạn nha. Và mình hỏi các bạn thêm một câu nữa: cái why của bạn có đủ mạnh hay không? Bạn có niềm tin bạn có làm được hay không? Bạn có niềm tin để bạn đủ sức để vượt qua cái công việc làm công đó hay không? Đó là cái why. Rồi, hiện tại bạn đang ở đâu? Hiện tại bạn vẫn đang làm công. Thì cái câu hỏi where thứ nhất là bạn vẫn làm công. Và bạn muốn đi đâu? Bạn muốn ra làm chủ? Hay là muốn làm nhà đầu tư? Hay bạn muốn gì đó? Bạn phải ghi ra. Ok, bạn muốn làm nhà đầu tư. Nhà đầu tư nhỏ lẻ hay nhà đầu tư như thế nào? Thì tùy bạn thôi. Bạn chọn. Rồi, how to get there? Làm thế nào mà đi được từ điểm A qua điểm B? Cách nào thì coi những video của mình chỉ từng cách. Hôm nay mình sẽ chỉ với các bạn cách nào để nhanh nhất nha, để bạn thoát ra khỏi làm công. Bạn mình có hai bằng thạc sĩ, một cái bằng thạc sĩ về công nghệ thông tin và thạc sĩ về quản trị kinh doanh, và ngoài hai cái bằng đó ra đó, mình còn hai cái bằng đại học nữa. Các bạn nhớ chứ, không phải là mình chỉ có bằng thạc sĩ, không có bằng đại học đó các bạn. Mình thật sự mình học không giỏi, mình nói cho các bạn biết luôn, chứ không phải là mình một người gì đó mà khác thường, không có. Mình học rất là dốt, mình nói thẳng với các bạn luôn á, mình học rất là dốt. Nhưng mà may mắn mình cũng được làm lớp trưởng ở lúc mình học đại học, và mình may mắn nữa thì mình hồi cấp 1 mình cũng được làm lớp trưởng nữa, và lớp trưởng nó gọi là lãnh đạo đó các bạn, là leader, nhưng mà lớp trưởng học dốt luôn. Thì mình học đại học Bách Khoa và mình cũng không tốt nghiệp nữa, mình bỏ học giữa chừng. Thì các bạn thấy rồi đó, cái người bỏ học giữa chừng, mình bỏ học giữa chừng không phải là mình học không giỏi, mà mình không phải là người học dở. Mình học khá thôi, mình chỉ nói mình học khá giỏi thôi, chứ mình không phải giỏi. Nên mình nghĩ là rất là nhiều các bạn cũng giống như mình, các bạn cũng khá giỏi giống như mình. Mình nói thiệt, các bạn cứ thử nghĩ đi, cái người giỏi chỉ chiếm 10% thôi, còn cái người mà thi rớt thì chiếm khoảng từ 5 đến 10%. Người trung bình thì chiếm khoảng 20%. Còn cái loại mà khá giỏi á, nó chiếm đông lắm, nó chiếm khoảng 70, từ 60 đến 70% dân số luôn, bất cứ từ nơi nào. Giống như trong khi mà chia ra về tiền ấy, nó có ba cấp độ: người nghèo nè, và người giàu nè, và cái tầng lớp chính giữa là người tầng lớp trung lưu á. Cái tầng lớp trung lưu này là cái tầng lớp đóng thuế nhiều nhất. Cái tầng lớp này là cái tầng lớp rất là mệt. Tại sao? Tại cái này người ta gọi là dở dở ương ương á, giàu thì không giàu mà nghèo thì không nghèo á. Nghèo thì nó đâu đóng thuế đâu, lý do là sao? Nó làm gì có tiền mà đóng thuế các bạn. Làm gì có tiền mà đóng thuế, chính phủ phải nuôi nó nữa, làm gì có tiền mà đóng thuế. Thằng giàu nó có đóng thuế không? Cũng không đóng thuế luôn. Giống như Donald Trump, những cái video trước, bạn coi những video trước đi, những video mà mình nói tại sao tổng thống tỷ phú Donald Trump là không đóng thuế. Thậm chí những cái người mà thần tượng của mình như Bill Gates rồi này nọ các bạn, đóng thuế và đóng thuế rất là thấp. Họ lời bao nhiêu, họ lấy tiền đó người ta đi làm từ thiện hết rồi, bỏ vô quỹ từ thiện rồi. Các bạn, nếu các bạn không hiểu thì mình giải thích cho bạn một xíu. Ví dụ như bạn làm, bạn thu nhập của công ty của bạn là mình nói một năm là 100 tỷ đi. Đó, mình nói vậy cho dễ hiểu nha, 100 tỷ. Bạn chi hết tất cả thu nhập 100 tỷ, bạn chi ra mua máy móc, nguyên vật liệu, thuê mặt bằng, trả lương nhân công rồi tất cả mọi thứ. Hết luôn, 60 tỷ. Bạn còn dư được 40 tỷ. Nếu như ở bên Úc á, là bạn sẽ đóng thuế doanh nghiệp trong cái mức 40 tỷ đó, bạn đóng 30% trước khi bạn lấy cái lợi nhuận về bạn bỏ túi. 30% của 40 tỷ là 120 tỷ, ấy 12 tỷ chứ quên. Tiền thuế đâu mà nhiều hơn vậy. 40 tỷ đó, đó là 12 tỷ là bạn phải đóng thuế.
bốn à 10%, còn ở Việt Nam là 20 mấy% đó, thì rẻ, thấp hơn bên Úc đó. Rồi ok, thì đó là như vậy nha, bạn nhớ cái này nha, đó là cái việc là bạn đóng thuế, là bạn phải đóng thuế. Rồi ok, bây giờ làm sao mà để 40 tỷ đó bạn không cần phải đóng thuế nữa, thì bạn phải tái đầu tư hoặc là bạn cho từ thiện, hai cách thôi. Mình nhớ có một để mình tóm lại mấy cái, có một cái bài mà mình biết có những cái người mà ở bên Mỹ lách luật á, làm ra thuế rồi người ta làm những cái sai các bạn. Ví dụ như ông Bill Gates hoặc là Warren Buffett, hai ông này là bạn thân của nhau từ năm 1991. Hai ông này không có lách luật, mà hai ông này tiền dư bao nhiêu ông bỏ hết cho từ thiện, cái quỹ từ thiện á, Bill and Melinda Gates đó. Các bạn giữ quỹ từ thiện này giúp trẻ em châu Phi, giúp trẻ em rồi giúp education, giúp health rất là tốt. Thì bạn bỏ tiền vô đó thì coi như bạn khó không đóng thuế thôi. Ví dụ như bạn có 40 triệu tiền dư mà bỏ hết vô quỹ từ thiện không đóng thuế. Cái này mình nói ngắn gọn thôi cho các bạn hiểu nha. Còn sâu trong đó nó rất là nhiều vấn đề trong đó nữa. Rồi, ok. Bây giờ mình quay trở lại làm thế nào để mà giảm cái tiền lương. Bây giờ mình nói đơn giản thôi. Làm thế nào để mà giảm cái không có đi làm công này chứ. Sao giảm tiền lương được. Hơi rối rối chút xíu. Rồi, ok, bây giờ mình nói các bạn lương của bạn là 10 triệu một tháng. Ok, vậy một năm của bạn phải là 120 triệu không? Ok. Vậy bây giờ mình sẽ giúp cho các bạn kiếm được cái gì đó 120 triệu thì bạn nghĩ làm được rồi đúng không? Thì quá đúng rồi chứ coi gì nữa, đúng không các bạn? Bây giờ bạn có cái nguồn thu nhập nào thứ hai? Thứ hai là bạn đi làm công là thứ nhất á. Nguồn thu nhập nào thứ hai để bạn làm sao mà bạn có được 120 triệu thì coi như bạn nguyên năm đó bạn khỏi phải đi làm. Thì bạn có thời gian mà muốn làm gì làm. Có thể là dành nhiều thời gian ra nữa để kiếm thêm 120 triệu nữa thành 240 triệu, hoặc là kiếm thêm 1 tỷ hay 500 triệu gì đó. Thì bây giờ chỉ còn cách là thôi các bạn. Còn cách duy nhất thôi. Một là bạn đi bán sản phẩm dịch vụ, hoặc là bạn đi giúp với người nào đó phát triển business của họ, hoặc là còn gì nữa, đi bán sản phẩm dịch vụ của người khác thôi, chứ giờ không còn cách nào khác hết. Mà muốn bán thì sao? Ngày xưa mình cũng như các bạn thôi các bạn. Muốn bán thì phải làm sao các bạn? Mình phải đi bán những cái sản phẩm cho những cái người khác, những ông sư phụ của mình. Mà mình đi bán những khóa học cho ông, hoặc là mình đi bán những cái sản phẩm, ví dụ như mình thích đồ cổ, mình mua những cái món đồ cổ đó về rồi mình bán lại với giá cao hơn. Và bây giờ hiện tại mình vẫn đang chơi những cái bút hiệu Mont Blanc á, và những cái đồ của Nhật, những cái món đồ cổ đó mình biết cái giá trị của nó, mình mua về mình bán. Bạn phải bán, bạn không thể nào thay thế cái nguồn thu nhập của bạn hiện tại, của công việc làm công ăn lương của bạn bằng một cái gì khác ngoài việc bạn phải bán hàng thôi. Bạn thấy trên mạng không, người ta bán hàng Úc, hàng Mỹ, hàng Nhật quá trời, người ta làm được. Một tháng người ta kiếm 100 triệu là bình thường, tại sao các bạn làm không được? Bạn đừng đổ thừa, bạn người ta làm được bạn cũng làm được. Ví dụ như bây giờ bạn không có cái người nào từ bên đó người ta nhập hàng gì cho bạn, thì cách nhanh nhất là bạn hãy lấy những cái món hàng của người ở bên Việt Nam này, bạn tới bạn nói chuyện với người ta để người ta bán cho bạn, giảm giá cho bạn 10 đến 15%, rồi bạn về bạn lấy. Bạn đừng có dồn tiền lại mua hết của người ta đem về nhà đẻ, bạn chỉ cần mua một món thôi, sau đó là bạn dùng cái đó bạn làm sample, người ta tới người ta thử sản phẩm hay gì đó, ok người ta muốn thì bạn lấy từ cái nguồn gốc kia. Bạn bán, ví dụ món đó 10 đồng thì người ta để lại cho bạn 8 đồng rưỡi, thì bạn cứ bán, bạn lấy, bạn cứ tập đi các bạn. Hôm nay bán không được thì mai bán được, ngày mai bán không được ngày mốt bán được, bạn phải tập. Trước khi bạn bán cái món hàng đó, bạn phải hiểu cái sản phẩm đó, bạn phải sử dụng cái sản phẩm đó, bạn mặc, bạn ăn, bạn uống, bạn thử. Ví dụ như cái áo này đi, của hãng Nike đó, các bạn thấy không? Đó, mình có thể ngồi mình đứng nói cả ngày về cái hãng Nike, các bạn thấy cái áo đẹp không? Đó, đẹp thì mình nói đẹp, xấu thì mình nói xấu, chứ mình không thể nào bán hàng mình chỉ nói phần đẹp thôi. Khi mà bạn bán hàng nói phần đẹp không á, thì đó là bạn bán hàng, bạn người chuyên gia. Bạn phải vừa nói cái đẹp của nó, cái xấu của nó, cái mặt tốt của nó, mặt không tốt của nó, để làm gì? Để cho khách hàng sự lựa chọn đó. Em phân tích hết ra cho anh chị rồi đó, quyết định là phụ thuộc vào anh chị thôi. Nếu anh chị xài sản phẩm này thì anh chị được cái gì và mất cái gì đó. Bạn làm như vậy người ta sẽ tin tưởng bạn, chứ bạn muốn bán hàng bạn toàn là nói cái tốt rồi. Có khi mà khách hàng người ta hỏi, ủa vậy cái điều không tốt của cái sản phẩm này là cái gì, cái điểm hạn chế của này là sao, không trả lời được là không được đó. Bạn cố gắng làm sao mà nói được cho người ta thấy được cái hai mặt của một cái vấn đề, thì lúc đây bạn mới trở thành chuyên gia được. Đừng có bao giờ mà vì những cái lợi nhuận mà bạn cố gắng ép người ta để người ta mua những món hàng của bạn nha. Đó, cái này là cái bí quyết đó các bạn. Rồi bây giờ mình quay lại với cái vấn đề, bạn phải chia ra, chia nhỏ ra. Bây giờ muốn 10 triệu một tháng thì mỗi ngày bạn phải bán được nhiêu? 330.000 tiền lời á, 330.000. Thì muốn 330.000 thì có thể là ví dụ như một món mà bán một lời 50.000 đi,
thì bạn phải bán khoảng chừng 7 món. 7 món thì món nó món gì thì mình không cần biết, bạn phải chọn cái món nào bạn thích, cái sản phẩm nào bạn thích, bạn tự tin với nó, bạn có thể liên lạc với công ty này công ty kia, bạn lấy sản phẩm về bạn bán. các bạn hãy làm đi, rồi các bạn sẽ thấy. Khi mà bạn làm, mà mình nói nha, các bạn làm những chuyện nhỏ 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 trước rồi xong tới lớn. Ví dụ như bạn muốn bán cái vỏ điện thoại hoặc cái tai nghe điện thoại, bạn cũng đem về bạn xài thử, hoặc là bán cái này cái kia, hàng Nhật hàng Úc gì đó, bạn phải tìm hiểu về cái đó. Bạn phải bỏ mình nói ít nhất cũng phải là 2 tuần bạn tìm hiểu về nó, bạn phải chơi với những người nào mà cùng ở lĩnh vực đó để bạn làm. Có nhiều bạn nói với mình em không có thời gian, em đi làm công em về em đã mệt lắm rồi. Ước mơ của các bạn có đủ lớn không? Nếu các bạn không đủ lớn thì các bạn không có làm được cái gì lớn hết các bạn, không có lớn, không làm được gì lớn. Và cái cách mà bạn quảng cáo, bạn chạy quảng cáo bình thường cũng không được, bạn phải làm cái gì đó cho nó khác thường, nó tạo cái gì đó cho nó khác thường. Bạn không thể nào dùng những cái cách bình thường mà để bạn thành công được các bạn. Bình thường nó thành công nó sẽ đến rất là lâu cho các bạn. Các bạn phải làm sao nó phải khác thường chút xíu, bạn phải suy nghĩ, bạn phải sáng tạo những cái phương thức, bạn nói chuyện, bạn hành động gì đó cho nó khác thường so với người ta. Tại vì người ta đã làm bao nhiêu năm rồi. Bây giờ mình nói đơn giản thôi, bạn bán hàng Mỹ đi. Người ta đã bán bao nhiêu năm nay cái món hàng Mỹ rồi. Bạn vô bạn làm bạn sao bạn bạn làm lại người ta đã vốn mạnh, nhân viên đông. Bạn có một mình bạn ra bạn sao bạn làm lại người ta được. Rồi đôi khi đó bạn không có kinh nghiệm nữa, người ta kinh nghiệm bao nhiêu lâu rồi. Thì bạn phải chọn, bạn phải học. Và bạn phải nghiên cứu nhiều, và bạn phải làm thử. Hôm nay làm thử bán thử 2 sản phẩm thôi coi như thế nào. Ví dụ như hạt chia đi, hạt chia của Mỹ và hạt chia của Úc nó khác nhau như thế nào, bạn phải viết những cái bài phân tích, bạn coi coi, bạn về bạn mua 2 sản phẩm nó thử, có 100.000 à, coi thử về xài như thế nào, về uống hạt chia Mỹ, hạt chia Úc thấy nào, ngày nào bạn có post bài lên Facebook đó, coi nó như thế nào các bạn. Chứ không thể nào bạn nói ok thôi thì cứ bán thôi, đâu có được các bạn, phải lên chiến lược được. Và kênh bán hàng của bạn là gì, kênh Facebook của bạn có website chưa, và bạn có viết blog hay không, bạn có livestream hay không, mỗi ngày bạn đều chia sẻ về nó như vậy. Ví dụ bạn chuyên hàng Úc đi, thì bạn phải nói ngày nào bạn cũng lên, bạn nói sáng nói một cái, chiều nói một cái, trưa đăng tấm hình một cái hàng Úc, hàng Úc, hàng Úc. Bạn bè ở đâu nấy, ôi hôm nay mày làm cái hàng Úc hả, hàng ở đâu mày lấy về cho người ta hỏi, rồi bạn trả lời rồi thì tự nhiên bạn tạo sự chú ý thôi à. Bạn phải làm gì, cái cách của bạn làm như thế nào, và bạn phải làm sao cho nó khác những người khác nữa, chứ không có chỉ là cái cách làm thôi các bạn. Bạn cố gắng để mà làm để cho nó cái tiền ra làm tư á, nó sẽ thay thế được cái nguồn income, cái nguồn thu nhập từ cái việc mà làm công của bạn. Lúc này bạn mới thoát được, mà thoát được rồi á, cái cuộc sống của bạn nó rất là hạnh phúc. Lúc này á bạn muốn làm gì bạn làm, à tại thời gian bạn có, bạn có dù đi bán hàng bạn chỉ cần cái điện thoại bạn đi lang thang, và bạn có đi tìm thêm những sản phẩm khác bạn bán, hoặc là bạn có thể đi làm thêm bất động sản, hay bạn bán thêm những cái sản phẩm khác các bạn. Khi mà cái khả năng bán hàng của bạn có rồi á, là bạn coi như là free man, có nghĩa là bạn đi đâu mà bán cũng được hết các bạn. Thời đại này nó công nghệ, nó công nghệ thông tin nữa, nên bạn có thể thậm chí bạn không cần phải lấy hàng để về nhà luôn, bạn gọi điện thoại lên cho cái công ty mà cung cấp đó, nó chuyển tận nơi cho cái người mà cần mua luôn, bạn không cần trữ hàng ở nhà luôn. Bạn thấy nó tiện lợi không? Mà cái điều có vấn đề đây là tất cả mọi người đều gặp vấn đề khó khăn ở chỗ rồi. Đầu ra các bạn ở đâu, làm sao để kiếm được khách hàng, thì bạn sẽ giải quyết bài đó. Bạn bán hàng bao nhiêu kênh, có để cho người thân bạn biết bạn đang làm cái gì, và bạn bè của bạn nữa, thì người ta nghĩ ok. Bạn có thể nghĩ đi, làm sao mà bán được hàng thì phải có sự chú ý. Bây giờ trên Facebook á, bạn coi coi ai mà bạn nhớ tới cái người nào đó mà người đó là bán hàng, và làm sao mà bạn biết được cái người đó là bán hàng, thì họ quảng cáo hoài à, sáng một cái, trưa một cái, chiều một cái. Nhưng mà thời đại này rồi, quảng cáo phải có nghệ thuật chứ không phải là quảng cáo nói ok tôi lên bắt đầu livestream bán cái món này rồi nó thử vô rồi cái là thử ra rồi, cái đó xưa rồi. Các bạn chỉ có lên mà review thôi, ok tôi dùng cái sản phẩm này nè, thấy nó như vậy như vậy như vậy nè, mặt tốt của nó mặt xấu của nó nè, ok vậy thôi, bạn nói nhẹ nhẹ nhàng vậy thôi, người ta tự động người ta liên lạc với bạn, ôi cái này hay quá em mua ở đâu vậy, em có thể mua giùm anh giùm chị được không. Bạn không cần phải mở miệng ra nói một chữ nào liên quan tới quảng cáo, giá cả ai muốn giá cả gì thì inbox cho bạn thôi, không cần phải đăng. Khi thấy giá trị nữa rồi, sáng bạn làm lần, trưa bạn làm lần, tối bạn làm một lần là được rồi các bạn. Muốn thoát qua việc làm công thì mình ngày xưa cũng như các bạn thôi, cũng đi làm công mấy năm luôn. Muốn thoát ra được nó thì mình phải có một cái nguồn thu nhập gì đó thay thế cho cái nguồn thu nhập cũ. Khi mà nguồn thu nhập mới nó tăng lên, mình bán được hàng rồi đó các bạn, nhập hàng Việt Nam bán
hoặc là mua hàng để bên Úc bán, hoặc là mình bán những cái món đồ cổ cũ của mình, hoặc là những đồ cổ mình bán mình đủ thu nhập, ok khá rồi. Và mình làm thêm những cái nghề khác nữa, mình làm cái nghề đó như mình đi dạy học nè, đi dạy tennis nè, đi dạy toán cho những đứa trẻ nè các bạn, thì mình thấy nó đủ rồi. Ví dụ lương mình bởi mỗi tuần là 1.000 đô, thì bây giờ làm sao mình kiếm được 1.000 đô mà mình thích công việc đó, mình thích nói chuyện với mấy đứa nhỏ, mình thích dạy tụi nó, thích dạy tennis cho tụi nó, rồi đi chơi không à, mà kiếm ra tiền. Thì các bạn thấy đời cuộc sống của bạn nó hạnh phúc không? Các bạn hãy bắt tay vô, các bạn làm đi, các bạn hãy học những cái cách bán hàng. Khi bạn bán được hàng rồi, mình nói rồi, các bạn nhớ câu này của mình nha, khi bạn bán được một món hàng rồi, cho dù nó là 1 đô hay 2 đô nữa, thì cái sự tự tin của bạn nó lên rất là cao các bạn. Cái này không phải là bạn năn nỉ người nhà bạn mua nha, bạn phải tự thử thách bản thân mình bán cho bằng được cái món đó, quảng cáo mà không quảng cáo đó, phải có nghĩa là bạn làm đăng trên Facebook, Instagram, hay là bạn muốn bạn viết những cái bài viết về những cái đó để cho người ta biết. Bạn nhớ cái này nha, người ta chỉ mua hàng của bạn khi bạn là chuyên gia thôi, có nghĩa là ở ngoài kia có quá trời người, tại sao người ta chọn bạn để người ta mua? Bạn phải hỏi câu hỏi này, tại sao người ta chọn bạn để người ta mua? Thì khi mà người ta đã chọn bạn rồi, người ta biết là bạn là chuyên gia, người ta mới chọn. Thì muốn là chuyên gia thì bạn phải ngồi đó cho người ta biết tại sao bạn là chuyên gia, bạn phải có những cái phân tích, những cái đánh giá, bạn lên mình đọc những cái bài phân tích đánh giá, bạn sử dụng cái sản phẩm đó, rồi sau đó bạn nói lại cho người ta biết, bạn viết lại cho người ta biết, hoặc bạn làm những cái video nho nhỏ như thế này để cho người ta biết thì bạn là chuyên gia cái đó nó có gì hay, mà mọi người phải nên sử dụng nó để họ có cuộc sống hạnh phúc hơn, tốt đẹp hơn, sức khỏe tốt hơn, học hành tốt hơn, tập trung hơn và hiệu quả hơn, và sản phẩm nó sẽ giúp bạn đẹp hơn đó các bạn. Và nói phải có chứng chứng cớ về khoa học, chứng cớ về hiện tại luôn. Ví dụ như bạn nói sản phẩm làm đẹp, nhìn cái mặt bạn thấy gớm mà sao bạn làm đẹp được, bạn chưa đẹp nữa bạn đi bán những cái sản phẩm làm đẹp cho người ta sao được các bạn. Đó các bạn nên nhớ cái này nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn, chúc các bạn sớm để vượt qua khỏi cái công việc làm công ăn lương, để bạn có thể tự do về thời gian, tự do về tài chính nữa. Tự do về thời gian xong là nghĩa là bạn không bị ràng buộc 40 tiếng mỗi tuần, để các bạn có thời gian tập trung nhiều hơn về tự do về tài chính, để các bạn thành công hơn trong cuộc sống. Ai sinh ra cũng xứng đáng được thành công hết các bạn. Bạn nhớ nha, cái điểm đặc biệt nhất là khi bạn làm công, cái điều giỏi nhất các bạn được học được là làm công thôi. Còn khi bạn ra làm chủ, nó nhiều thứ các bạn. Cuộc sống này nó rất là colorful, nó muôn mặt lắm. Khi bạn ra làm chủ là bạn thấy cuộc đời này nó vui lắm. Có nhiều cái để bạn bạn vừa phải làm, phải lo có kiếm thêm nhân viên nè, lo về quản lý nè, quản lý nhân sự, quản lý tiền bạc nè, vừa bạn là vừa là kế toán, rồi thuê người này làm kia làm, rồi nói chung những cái kỹ năng quản lý và kỹ năng nói chuyện và kỹ năng bán hàng bạn học được rất là nhiều. Bạn học như vậy là bạn càng ngày là bạn càng giỏi hơn, bạn vượt qua chính bản thân bạn, và mỗi ngày bạn thấy ôi cuộc sống này nó ý nghĩa quá, tôi học được nhiều thứ quá. Ngày xưa mà ít biết vậy, tôi học thì sớm, học từ năm 18 tuổi, 16 tuổi, tôi đâu có đợi tới bây giờ đâu. Thành ra bạn làm đi, bạn thấy nó cuộc sống nó rất là vui. Và khi bạn làm được rồi, bạn rất là lúc nào bạn cũng thấy vui á, lúc nào cũng cười đó, lúc nào cũng cười 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 mặt lúc nào cũng vui á. Đó, tại bạn thành công mà lúc nào mặt bạn cũng vui, cũng hạnh phúc á. Rồi, chúc các bạn một ngày vui vẻ nha. Xin chào.